kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trận đấu với Công an Hà Nội chiều ngày mùng 2 tháng 8 vừa qua đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bị khán giả Thành Nam tẩy chay một cách quyết liệt. Không phải là về tỷ số của trận đấu mà là về thái độ thi đấu của các cầu thủ. Đã có những phản ứng cho thấy rằng Nam Định đang đánh mất niềm tin của các cổ động viên nhà. Ngay sau ngày diễn ra trận đấu được giới mô điệu cho là có mùi tiêu cực ấy, đơn vị tổ chức giải V-League 2023 là VPF đã có công văn nhắc nhở tinh thần thái độ thi đấu của các cầu thủ thép xanh Nam Định. Theo đó, VPF nêu rằng, ở tại trận đấu giữa câu lạc bộ thép xanh Nam Định và câu lạc bộ công an Hà Nội ngày 2 tháng 8 trên sân vận động Thiên Trường, Căn cứ vào tư liệu chuyên môn và các thông tin liên quan cho thấy rằng câu lạc bộ thép xanh Nam Định đã thể hiện tinh thần thi đấu không cao không phản ánh đúng thực lực trình độ hiện nay của câu lạc bộ, trái với tinh thần nội dung quy chế của bóng đá chuyên nghiệp, điều lệ giải và các quy định liên quan. Sự việc trên đã gây ra phản ứng của rất nhiều các cổ động viên, người hâm mộ ở tại sân thi đấu và khán giả theo dõi qua truyền hình. Sự việc này cũng gây ra ý kiến dư luận truyền thông không tốt, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của giải đấu nói chung và câu lạc bộ thép xanh Nam Định nói riêng từ đó ban tổ chức giải đề nghị câu lạc bộ thép xanh nam định rút kinh nghiệm trận đấu vừa qua không để tiếp tục xảy ra sự việc như vậy câu lạc bộ phải giáo dục quán triệt và nâng cao ý thức nghề nghiệp cho toàn thể thành viên câu lạc bộ động viên các cầu thủ thi đấu nỗ lực quyết tâm đảm bảo đúng thực lực chuyên môn khi tham dự các trận đấu thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp đảm bảo sự trung thực công bằng kết quả các trận đấu góp phần giữ gìn hình ảnh cho giải đấu nói chung và bóng đá nam định nói riêng Bằng những nỗ lực cao nhất của mình, các đơn vị quản lý và điều hành bóng đá Việt Nam đã đưa công nghệ VAR đến với V-League. Và đến nay thì V-League đã có hai trận đấu được áp dụng, đó là điểm son trong tiến trình chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá về nội lực của bất kỳ nền bóng đá nào. Cùng với việc bán được bản quyền truyền hình, có thể nói V-League đã có bước nhảy vọt về yếu tố chuyên nghiệp, vốn là mục tiêu lớn nhất kể từ khi giải đấu này ra đời vào năm 2002 Thế nhưng những hình ảnh của bóng đá Việt Nam lại trở nên xấu xí sau pha dùng tay cản bóng của hậu vệ đội Nam Định, sau đó là hành động ném trống đốt áo của các cổ động viên để phản đối trận thua trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chưa vội bàn thêm về bản chất của vấn đề, nhưng từ pha chơi bóng bằng tay lộ liễu cho đến các phản ứng của các cổ động viên đều mang tính nghiệp dư rất rõ, khiến cho các nỗ lực của các nhà tổ chức trở thành đổ sông đổ bể. Trước đây cứ nói về sự kém chuyên nghiệp của V thì nguyên nhân đầu tiên thường đổ hết đó là cho nhà tổ chức, cho trọng tài và xem đó là nguồn cơn của mọi hành xử kém văn minh của các câu lạc bộ hay là cầu thủ. Thế nhưng công bằng mà nói, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như là công ty điều hành giải là VPF cũng đã có những cố gắng hết sức trong khả năng của họ tăng thu nhập cho trọng tài, áp dụng việc phạt nguội thông qua việc xem lại băng ghi hình, mời trọng tài ngoại để thổi các trận cầu quan trọng và bây giờ là đưa công nghệ va về Việt Nam trong điều kiện tài chính eo hẹp. Tuy nhiên, nỗ lực đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu như một bộ phận không nhỏ câu lạc bộ hay cầu thủ không có ý thức chuyên nghiệp. Công nghệ va được sinh ra bởi vì nhiều cầu thủ quá lâu cá, quá ma mãnh trong việc phạm lỗi mà mắt thường của trọng tài khó lòng xác định, kiểu như việt vị vài mm chẳng hạn nhưng nếu như cầu thủ lợi dụng va để cố tình phạm lỗi thì đó lại là chuyện khác bóng đá chuyên nghiệp là một dây chuyền mà đúng hơn sự phát triển của cả nền bóng đá cần một dây chuyền hoàn chỉnh được đồng bộ bởi từng mắt xích làm sao có thể thu hút người xem truyền hình nguồn tiền quảng cáo tài trợ nếu như các nhà tổ chức thì cố làm cho mọi thứ chuyên nghiệp còn các câu lạc bộ các cầu thủ thì lại không ra sân với tinh thần chiến thắng và màu cờ sắc áo hình ảnh xấu ở tại nam định không chỉ là vấn đề nội bộ của câu lạc bộ này mà ảnh hưởng lớn đến cả giải đấu khi mà các cổ động viên địa phương không tin vào chính đội bóng của mình thì người hâm mộ làm sao mà có thể tin được trận đấu đó diễn ra tử tế và sòng phẳng. Nhìn rộng hơn, cục diện của giải đấu cũng không còn chuẩn xác và minh bạch. Càng nhiều trận đấu như vậy thì lại càng làm cho chất lượng thi đấu của V-League xuống cấp và tất nhiên là việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà tổ chức, chất lượng con người để cung cấp cho đội tuyển quốc gia. Hãy nhớ rằng bóng đá Việt Nam đang là nền bóng đá được gắn nhãn World Cup Chúng ta có Futsal đã hai lần dự giải, có U20 đã được hít thở bầu không khí World Cup và mới nhất là đội tuyển nữ của chúng ta cũng đã thử sức ở đấu trường này. Đó đều là những thành phần ít nhiều chịu sự thua thiệt so với các đội bóng đá ở V League, nhưng thật tuyệt vời là họ đã làm được những điều mà bóng đá nam chưa biết khi nào mới chạm đến được. Trên cả lý thuyết lẫn thực tế, những cầu thủ của V League, các câu lạc bộ chuyên nghiệp phải là những nơi tiên phong quyết liệt hơn trong việc chuyên nghiệp hóa hoạt động thi đấu, phải biết cách giữ gìn cho hình ảnh bóng đá Việt Nam bởi v chính là hình mẫu, là nền tảng để đào tạo ra các tài năng trẻ, là sung lực và mô hình để cho bóng đá nữ theo đuổi con đường chuyên nghiệp, là trụ cột để cho Phút San cộng sinh phát triển. Sự việc xảy ra ở trận gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội đã làm cho thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt mất rất nhiều thứ, đặc biệt là niềm tin của các cổ động viên nhà. Chính vì thế, chuyến làm khách ở trên đất cảng Hải Phòng vào chiều ngày mai chưa biết là liệu có giúp cho đội bóng Thành Nam lấy lại được những gì đã mất hay không. Hải Phòng vừa có một trận đấu khốc liệt với Hà Nội FC ở trên sân hàng đẫy, dẫu rằng thua với tỷ số 1-3, nhưng sự thể hiện của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn làm cho các khán giả đất cảng hài lòng, dù rằng trận thua ấy đã khiến cho Hải Phòng rơi xuống vị trí thứ 6 với 22 điểm. Vì thế ở trận đấu này, đội bóng đất cảng sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Nam Định. Thầy trò nhà cầm quân họ Chu cũng đang rất muốn có điểm để nằm trong nhóm 5 đội đầu bảng vào cuối mùa này ngược lại nam định vừa mới có trận đấu khiến cho các khán giả nhà rất tức giận đến mức mà nhiều người đã mang áo cổ động ra để trả cho đội bóng và cho biết rằng họ sẽ không đồng hành cùng với thầy trò huấn luyện viên vũ hồng việt đây là điều rất đáng buồn cho đội bóng thành nam bởi lâu nay họ vốn có một số lượng lớn cổ động viên trung thành và rất yêu đội nhà nhưng những gì đã thể hiện vừa qua khiến cho niềm tin của khán giả dành cho họ giảm đi rất nhiều vì vậy ở chuyến làm khách trên sân lạch chay điều mà thầy trò huấn luyện viên vũ hồng việt cần làm chính là lấy lại niềm tin đã mất dẫu biết rằng là rất khó ở thời điểm này, hầu hết các đội trong nhóm đua vô địch đều thiếu vắng cầu thủ ở vòng thi đấu thứ 5 vì dính thẻ phạt. Nhưng ngược lại, cả Hải Phòng và Nam Định đều có đủ lực lượng mạnh nhất của mình trong cuộc đối đầu này. Trong 23 lần gặp nhau, Hải Phòng có tới 11 trận thắng, 4 trận hòa và 8 trận thua. Đặc biệt, ở trận lượt đi của V-League 2023, hai đội đã hòa nhau một đều. Tuy nhiên, ở trận đấu này trên sân Lạch Chay, lợi thế có vẻ đang nghiêng về đội bóng đất cảng. Bên cạnh đó, việc bị cổ động viên nhà tẩy chay thì khả năng đội bóng Thành Nam rất dễ mất tinh thần trong chuyến làm khách này. Việc câu lạc bộ Nam Định bị người hâm mộ quay lưng và VPF yêu cầu chấn chỉnh tinh thần thi đấu là lời nhắc nhở đối với các đội bóng khác ở V-League. Mọi sự chú ý của khán giả lúc này không phải là xem thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ thể hiện như thế nào trước Hải Phòng, mà lại chính là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có thái độ thi đấu ra sao với thành phố Hồ Chí Minh hay là Sông Lam Nghệ An thi đấu như thế nào trước SHB Đà Nẵng. Khác với Sông Lam Nghệ An hay Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa lại được các cổ động viên chú ý theo một cách khác. Đội bóng phố biển vẫn nổi tiếng với phương châm là nói không với bóng đá bản giấy. Câu lạc bộ Khánh Hòa từng xuống hạng và trở lại V-League. Họ chấp nhận vị thế của một đội bóng lên xuống liên tục ở hai giải đấu chuyên nghiệp. Chính vì thế mà thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân không có gì để xin cho với các đối thủ. Họ sẽ không thay đổi cách thi đấu của mình, cho nên là SHB Đà Nẵng hứa hẹn sẽ có một trận đấu khó khăn ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này. Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh không phải là không có những điều tiếng trong quá khứ. Năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai đã từng cất 5 sáu trụ cột ở trong trận đấu gặp thành phố Hồ Chí Minh để rồi thua 1-2. Kết quả này đã giúp cho chiến hạm đỏ mở ra cánh cửa trụ hạng. Những lo ngại về kịch bản này có thể tái hiện không phải là không có cơ sở. Đoàn quân của huấn luyện viên Kia là đội bóng đề cao sự trong sáng khi thi đấu. Đây chính là thời điểm mà bầu Đức cần phải chứng minh rằng ông không nói cho vui như cách đội bóng này thi đấu. Câu chuyện của Sông Lam Nghệ An cũng tương tự như vậy, mùa giải 2022 chứng kiến việc người hâm mộ xứ Nghệ tẩy chay đội bóng quê hương sau chuỗi trận thua liên tiếp kéo dài. Trung vệ Thái Bá Sang thậm chí còn bị vạ miệng ở trên mạng xã hội sau khi anh có phát ngôn xấu xí được cho là nhắm vào các cổ động viên nhà. Mùa giải năm ấy đã để lại hậu quả nặng nề với Sông Lam Nghệ An. Cho đến thời điểm này, sân Vinh từ một chảo lửa truyền thống đã trở nên vắng vẻ và chứng kiến lượng khán giả đến sân ít bậc nhất ở tại V-League. Bất chấp việc huấn luyện viên Phan Như Thuật nỗ lực xây dựng chiến thuật mới, trình diễn một bộ mặt tích cực hơn nhưng vẫn không có nhiều người thực sự quan tâm đến sông Lam Nghệ An. Vòng đấu vừa qua, đội bóng xứ Nghệ lại vướng vào nghi ngờ khi mà họ để thua câu lạc bộ Bình Dương, đội chưa thắng trận nào ở tại V-League cho đến trước khi làm khách trên sân Vinh. Thật khiên cưỡng nếu như quy chụp rằng Sông Lam Nghệ An có tiêu cực, nhưng niềm tin bây giờ rõ ràng là đã trở thành một thứ xa xỉ. Thái độ và tinh thần thi đấu của Hoàng Anh Gia Lai cũng như là Sông Lam Nghệ An sẽ có ý nghĩa lớn trong cuộc đua trụ hạng V-League. SHB Đà Nẵng nếu như thắng được Sông Lam Nghệ An sẽ có nhiều cơ hội để thoát hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh nếu như vượt qua được Hoàng Anh Gia Lai sẽ tạo áp lực rất lớn lên BKMX Bình Dương, đội đang có phong độ rất tệ hại. Và chúng ta hãy chờ xem cách ứng xử với sân chơi chung của các đội bóng. Nếu như đi vào vết xe đổ như những mùa giải trước, hình ảnh V-League sẽ lại một lần nữa méo mó trong mắt người hâm mộ. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dông vang bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.